Dạ, lời nói đầu tiên cho Mộc xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay hai cha con Mộc á đi giăng lưới cá không sao rồi cả nhà. Con mến chào bà cô chú. Đây, hai cha con hôm nay đi đem hai tay lưới luôn cả nhà. Đây, một tay lưới lưới chìm. Thì muốn giăng cá không sao luôn. Rồi thêm một tay lưới nổi nữa. Đây, tay lưới nổi nữa. Có một cây này đây. Đây, tay lưới nổi nữa cả nhà. Bây giờ hai cái con một sẽ giăng cái bẫy này nè cả nhà. Đó. Trong quá trình giăng lưới thì có cá gì đó một sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem nha. Bây giờ hai cho con bước đầu giăng từ đây sẽ dài lên trên kia. Rồi cái như hôm nay theo một cẳng quay cả nhà. Thấy trên kia quá trời cá luôn kìa cha. Hả? Thấy trên kia quá trời cá luôn kìa. Ừ. Rồi, con. Cây đây nè, một vỏ luôn. Mình giăng hết hai tay luôn ha, một tay cha. Giăng tay này trước rồi mình chạy lại tay kia giăng tiếp. Rồi cá bơi ra quá trời luôn. Cá nó chạy ra quá trời thấy nha. Dạ. Đó cá nhiều á cha. Khúc đằng đó cá nhiều á. Rồi, một chân hết tay rồi cả nha. Một lấy tay nữa một chân. Như con ngồi đó nha. Dạ dạ. Bây giờ Trang đi giăng tay thứ hai mà nãy giờ thấy cá đây cũng quá trời nè. Chắc xíu nữa dính nhiều lắm. À, cá đằng kia quá trời luôn. Giờ bây giờ một bơi xuống đầu dưới kia cả nhà, xuống đầu dưới đó một kéo lên giăng xong phải thay tay à, nước ngập cho lưới rồi. Nhưng hôm nay cái bãi này một thấy hình như cá nó hơi nhỏ cả nhà ơi, chứ không nhiều quá. Nó vậy ngồi đó thấy đó hả, cá bơi ra bơi vô mà bả lưới mà luôn không dính con nào. Nhỏ. Cá nhỏ lưới. Đang coi con cá đóng với nha cả nhà. Rồi, bây giờ một cái lưới nha cả nhà. Dính cá không đây? Cái này cá nhỏ quá. Không, mình giăng ở đây cá con bự mà cha. Ừ. Giờ cái nhỏ á. Dính này luôn.
nhỏ quá. Bơ già mà luôn. Cá nhỏ lọt lưới. Lưới này dính cá bự không à. Chạy qua luôn. Cá nó nhỏ quá. Có dính mà dính được nhiều. Bữa đợt trai cũng nông dân quá, cá nó bự bự không? Dạ. Lúc đó chai văng đâu? Bên kia kìa. Chỗ này bắt chín văng. Mấy bên kia bắt chín á. Chỗ này bắt chín văng hết hay gì? Chắc vậy quá. Ôi, cái đầu, đầu cầu, cá nhỏ quá. Nó chạy vậy hết luôn. Mấy cá buồn lưới rồi. Phát tà lưới rồi cả nhà. Mà cá không có nhiều. Lâu lâu có một con. Ừ. Chạy lên cái cá quá trời luôn, nhỏ sao. Nãy cá nhiều lắm mà cái nhỏ nhiều. Có những cá đây. Lấy được cọng dây ra buộc lại. Rồi, được mấy con lưa thưa cả nhà ơi. Nè. Cá này. Mấy cá bự mới dính, cá nhỏ là không có dính luôn á. Hình như có giác mới có cá chứ. Kéo tay thứ hai. Thứ hai này thấy dính bồng bộng nè. Tay hai nhiều hơn tay thứ nhất. Tay nãy tay lý nổi, nó đổ bự. Thằng Nhi. Dạ. Hai con chà bá thằng Nhi. Dính liền luôn. Kia nữa kìa. Cái tay này lưới nhỏ thôi. Trời ơi, xấy luôn rồi. Cái gì kìa vậy? Dính cái. Ủa, cái này tay là dính nhiều vậy? Dạ.
còn quá trời cá luôn kìa. Ồ, hai tay là không phải có cái tay, cái có tay không kỳ. Cái này dính đều nè. À, lúc này dính chùm cái đói này nha. Có cái đói nữa hả chị? Này nha. Ôi, ba, bốn con luôn. Kia nữa kìa. Là dính sao cái đói là bọng bọng nè. Tay này thấy được không tay kia? Tay này nhiều cá hơn. Nó bắt lên là sảy rồi. Rồi. Nó dính xuống cái dưới lưới hay kìa. Tay này cá nhiều hơn à. Tay này nhìn là biết nhiều hơn. Ồ, rồi. Cá quá trời luôn cả nhà. Tay này quá là cá luôn. Rồi, hai cho con một về nhà. Gỡ cá xong quay thành quả cho cả nhà xem nha. Tay này có cá đói nữa ta kia không có hả cha. Rồi cả nhà ơi, hai cho con một về tới nhà. Nhà đang gỡ cá. Nắng quá trời mà cá không nhiều à. Hôm nay sao cá không nhiều. Dạ. 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 Vàng tanh quá, vàng với tay ra nghe không? Cái nhỏ thì cái rừng này nếu mà nói gì, đồ ăn thì không thiếu rồi đó. Nhưng mà có cái thì bữa nay ít quá mình bán không được chứ không không có bán chứ. Chứ ăn thì dư sức ăn. Cá. Cá. Cá đó. Cá đâu chỉ mẹ đi, cá đâu? Anh. Đó. À, nay giỏi quá ta, nay biết cá luôn ta. Nay hôm nay cá nào chỉ mẹ đi. À hả, còn sống. Sống nữa đi ăn. Gật đầu. Thôi, nay ngồi đây chứ nào muốn đeo xuống nha. Mơ
Nay đây xuống ruộng nè, giờ mới tắm á. Đâu nè, nè chỉ cá cho mẹ coi coi. Hả? Ôi hả? Vàng ơi. Dọc vàng ơi. Mẹ nó tanh mà giờ không nghe. Chúng cá nó cắn nè, cá cái răng nó bén. Táp cái phạch. Xích cái tay của chị Tư luôn. Xin cảm. Cá mà xin gì vậy? Cá quá bự rồi cả nhà. Mặt ú à. Thôi nó đừng có leo xuống. Nè nghe không? Cá nè, một lúc con cá luôn. Không có leo xuống được, ngồi đây coi nè. Leo xuống mày quýnh á. Anh là leo xuống cả anh. Ui, kì. Kì kìa nè, nè chó kìa nè, kêu chó nè. Chắc chó, kêu nó lại đây. Kì để chế nè nè kì ơi. Kì no. Quá rồi. Dạ. No. Hai tay chắc đủ ăn kho cử. Không, tay kia nhiều lắm. Nè. Kino. Cá. Đào một. Tay vương nè, tay nhiều hơn á. Ok, kia nó nè. Cá nhiều. Nhiều. Ôi cha. Dạ. Cá cắn cha nha cha. Để ông dọn dẹp xếp một lưng nè. Mình lưỡi ra chồng. Chừng cá cắn cha nha cha. Tay này nó hơi nhiều một chút nè. Vàng. Chả có con tôm nữa nè. Tôm đâu? Mới cái đó. Nhìn mấy con lấy tay ra cái vàng, mẹ coi cái vàng. Mẹ nó tanh mà con không có nghe. Này kho xả mấy lưới cũ giáo rồi cả nhà, giang nó cũng không được nhiều. Mẹ cho lái dọc dưới dưới bà dưới này giờ mấy trăm ngàn tay hồi đó có dễ gì hồi đó ha, ba trăm mấy à giờ... hồi đó anh mua một tay là giờ mà hồi đó anh mua hai tay bạn giờ anh mua một tay giờ càng ngày càng mắc. Trời ơi cha, lưới giờ ngày mắc mà không có nữa, thải kéo tay luôn. Lưới này mình mua á, mình phải đặt trước cả nhà mới có lần trước, bây giờ máy mình vô mua về giặt nhận trước cả nửa tháng mới có. Với lại ta mua chỗ đó ta làm lưới nó ngon, còn mấy chỗ mà lưới chợ cũng có sẵn mà thả không có dính, không có. Nhìn cá đùm lọc quá. Cá này quấn vừa quấn lưới nè. Vàng quá trời, vàng dọc. Như tay à. Con cá nó có cái miệng nó có cái răng chứ không phải không có đâu. Thọc vô cái răng nó cắn chảy máu luôn. Thọc cái răng đâu? Đó, miệng nó có răng á. Còn cái này. Cá dính sườn nụi anh. Ừ. Con nào không có răng. Trời ơi, một chùm cá đói dính chỗ luôn anh. Rồi. Cá đói quá nhiều mà mấy cá đen hơn nó ướt quá. Cha này cho hỏi cá tay con. Nước lớn nhiều à. Ôi trời ơi. Chỗ để làm mà. Chỗ làm kỹ cha. Trời cũng cả ký chứ. Ừ. Cá họ bữa dân với năm cái gì không? Ờ, bữa cá bự không mà cú à. Cá này ăn béo cực kỳ luôn cả nhà. Bữa bỏ tủ lạnh mấy bữa rồi mà xả da, bỏ tủ đông á mấy bữa xả da mà kho còn béo quá trời. Nó có mùa như cái tháng này nè, nó béo. Còn mấy mùa kia hả? Ăn cá chạy ngắt à. Nó cũng mập ú luôn á mà nó chai ngộ à. Cá nhìn nó chắc nhất. Cá này giờ kho lên hả, nó mềm cho thấy. Cha
nữa hả, gỡ thôi. Không nổi luôn. Cái nhầm bữa giăng dính hả, trời ngạt lưới luôn. Không có mà cái này là nói chung là lưới mới là cho thôi, giăng chùm luôn. Lưới mới là không có xảy con nào, còn này lưới cũ rồi. Có lỗ dách chỗ này chỗ kia, chui qua chui lại luôn mà. Cá mà Nhi ngồi mà nó thấy cá chui qua chui lại luôn. Nó vô mấy chỗ mà lưới còn nguyên á thì nó dính lại, mấy chỗ dách á thì nó chui. Lưới này vậy, lưới mình xài vài tháng à. Mà lưới này có cá xài dở nó có bền, biết sao không? Tại vì cá vô dính cái anh gỡ cỡ nào không dách mặt. Từ 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 á. Chứ anh xài nó mau hư người ta mới có người ta bán, chứ anh xài mà xài hoài đấy gì người ta bán. Có gì vài tháng rồi. Vài tháng rồi thôi. Lưới lên nó tan đó. Mà ý là ba mạng ha. Ừ. Nó mà một mạng nó không thì banh chành luôn. Ăn bữa một bữa hai. Lời lưới một mạng nó con cá nó đâu có dính bằng lưới ba mạng. Cái này ai muốn ăn mà mềm á thì kho xả, còn muốn ăn mà khô á kho tiêu cho nó quéo lại cái bỏ tiêu vô cho thiệt là cay á rồi ăn nó đã. Nhưng mà em không thích chiên nhiều, em thích kho một kho xả hai kho tiêu, mà kho tiêu mà phải quéo mà cay thì cay cả. Cậu Tư cậu Sáu về như đây kho quéo một chảo cho thấy có túp mỡ nữa anh ha. Bỏ vô. Bắt đầu cái dao luộc hay gì đó chấm. Rồi hết rồi. Cả nhà cũng mà cái máy chứ phải ít đâu nè cả nhà. Đó. Máy cá bự đã không? Trong đây thì ăn thì là hết hết nói rồi. Đó. Rồi video của Mộc tới đây tạm dừng cả nhà. Cũng cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Cả nhà nhớ xem cho Mộc like và bật đăng ký. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà những video tiếp theo nha. Chào cả nhà. Tạm biệt bà cô chú.